Đây nè tất cả mọi người ơi, mình mới hớn dính được một con cá này nè. Đây, đâu rồi? Đây, 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 đây. Không biết mọi người có thấy được cái em nó không? Đây nè, nó rất là xanh luôn nha mọi người ơi. Xanh, đây. Rồi luôn. Không biết có cá không? Sao toàn lá không? À đây, được một con nha mọi người ơi. Ý, hai con luôn. Lúc đầu là tưởng đâu có một con à. Đây nè. Mà cái con cá này cái dãy nó rất là đẹp nha mọi người. Có mấy con cá con nữa. Đây là con cá, đây là con cá đồng nha. Wow, con này nó rất là xanh luôn. Mình xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thích Thử Thách Vlog nha. Có rất là nhiều bạn có kêu mình làm clip hớt cá ly thi đồng đi. Nên hôm nay mình sẽ làm clip hớt cá ly thi đồng cho tất cả mọi người xem nha. Giờ thì mời tất cả mọi người hãy theo chân mình xem mình hớt được bao nhiêu con cá nha mọi người ơi. Và đây là dụng cụ mình mang theo hớt cá nha mọi người ơi. Trong đây có một cái keo. Và đây là cái gỗ nha. Thật ra đây cũng không phải là cái gỗ đâu, mà là cái lồng bàn. Mình dùng đầy thức ăn để tránh cho côn trùng với ruồi nó vô á mọi người. Nhưng mình quen kia bằng cái gỗ rồi. Và mọi người đi hớt á, thì mọi người nên tìm những cái gỗ, cái lồng bàn. Nó có cái kẽ hở nhỏ như thế này nha. Để khi mình hớt cá, con cá nó không có chạy ra ngoài được. Nếu mà mọi người lấy cái gỗ, cái lỗ nó bự quá thì cá nó sẽ chạy ra ngoài được nha. Giờ thì mình sẽ đi hớt cá. Đây. Mình sẽ xuống đây hớt cá nha mọi người ơi. Dục cái keo xuống đây. Mình sẽ hớt cái kẻ này trước nha. Xem coi thử có cá không. Cách hớt rất là đơn giản luôn. Mọi người chỉ cần chặn cái này rồi dùng giò mình đạp nha. Đây đây, mình sẽ giò lại chỗ này đi. Nặng quá không biết giở lên nổi không. Ê, qua. Mới một cái đầu tiên mà dính được ba con cá bảy chầu luôn. Toàn là cá bảy chầu thôi mọi người ơi. Đây chắc là mấy con cá bảy chầu trống quá. Thôi mình sẽ bắt hai con cá bảy chầu này về mình nuôi luôn nha. Mình nghe mọi người nói là cá bảy chầu đá nó cũng ghê lắm. Đâu mình bắt về mình nuôi thử xem sao nha. Hình như là cái bọt của con cá ly thi á. Đó mọi người có thấy không? Giờ thì mình sẽ xúc vô nha. Hy vọng sẽ có cá. Wow. Có cá thiệt nè mọi người ơi. Đây. Một em cá ly thia nha. Con này là cái con cá trống nha mọi người ơi. Rất là to luôn nè. Đây. Nó cũng khá là xanh nha mọi người. Do cái con cá ly thia mình hớt lên thì nó sẽ bị đổi màu nha. Khá là nhức nách luôn mọi người ơi. Mình sẽ bỏ nó vào keo liền. Xuống con. Xuống. Đây. Một em cá ly thia với mấy em cá bảy chầu. Rồi ok. Đi xúc tiếp nha mọi người. Vô tình lụm được bí kíp, thấy được một cái bọt cá. Ê. Rồi nguyên một bài cá. Cá bảy chầu nữa rồi. Hôm nay nhiều cá bảy chầu ghê luôn. Trong cá này mình nghĩ sẽ có cá nha. Phải mà mình có một bạn đồng hành đi chung với mình thì đỡ quá. Cái này mình đi một mình thì rất là khó luôn. Dỡ lên. What the hell? Cái bài gì đây? À cái bài này là cái bài cá lóc. Cái bài cá lóc con mọi người ơi. Ôi nguyên bài luôn nè. Thường đây gọi là mấy con cá lồng tông nha.
tôi đi xúc đi hết cá đi thia chứ đâu phải là đi hết cá lóc đâu. Quá trời cá lóc luôn rồi. Đây mình sẽ sang cái lỗ này. Chắc là mấy con cá ly thia nó lên trên bọt hết rồi mọi người ơi. Tiếp tục là một gỗ cá bay chầu nữa. Toàn là cá vảy chầu thôi. Giờ thì mình sẽ lại cái chỗ này nha. Đây nó có một cái bò cá sặc nè mọi người. Mà thôi đi, mình hớt cá đi thia chứ đâu phải đi hớt cá sặc đâu. Đây. Cá đi thia đâu, mau xuất hiện. Ây da, đạp cây rồi. Thật tình mình đi hớt cá này nó cũng rất là cực luôn á mọi người. Chứ không phải là dễ ăn đâu. Quá quá trời cá luôn rồi mọi người ơi. Mình không biết con cá gì chứ trong đây nó rất là nhiều cá luôn nè. Ui cá bãi chầu. What the hell. Một con cá ly thia. Mà con này con còn nhỏ. Con này chắc con cá mái. Đi cái con cá trống. Con cá trống mà nó còn nhỏ nha, mình sẽ bắt nó luôn. Đây một con nữa nè mọi người. Hai con. Đây một con nhỏ nữa nè. Ê cái con quỷ này là cái con cá bãi chầu. Có hai con cá ly thì à. Tiêu rồi. Đây mình sẽ bắt hai con cá ly thi này về nuôi luôn nha. Tưởng trong đây là có nhiều cá lắm. Ý. Thôi mình sẽ bắt một con nè. Còn con kia mình thả đi. Ê. Cá ly thia bự ơi. Ui là trời. Nguyên một bầy cá con luôn. Rồi có được cái nịch. Cá ly thia đâu? Rồi. À, đây được một con nha mọi người ơi. Con này nó cũng còn nhỏ à. Mà con này cũng là cái con cá trống nha. Mình sẽ bắt luôn. Nhỏ nhỏ mình cũng sẽ bắt về nuôi luôn nha. Nói chung hôm nay là có bao nhiêu cá là mình sẽ bắt hết. Nhỏ bự gì mình bắt lán luôn. Chẳng thà mình đi ra, chẳng thà là mình đi về với số lượng nhiều cá còn đỡ hơn là mình đi về có một hai con cá phải không. Đây nè, đây nè tất cả mọi người ơi, mình mới hớn dính được một con cá này nè. Đây đâu rồi, đây 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 đây. Không biết mọi người có thấy được cái em nói không? Đây nè. Nó rất là xanh luôn nha mọi người ơi. Xanh. Đây. Em nó rất là xanh và đen nha. Không biết là nó có lấy nét cho mọi người xem không? Ê, ê. Đây nè tất cả mọi người ơi. Con cá này nó rất là xanh luôn nè. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Nhất cái nách luôn nè mọi người. Ê. Ê. Con cá mới... mới vớt vậy đó. Con này mới gọi là cực đỉnh rồi nha. Giờ mình sẽ bỏ vô keo để thôi nó ngọt chết mọi người ơi. Con này mới gọi là siêu phẩm nè. Đây cái keo của mình. Nãy giờ mình để ở đây. Để mình mở cái nắp keo ra một cái. Thật tình mình làm cái gì nó cũng khó chứ.
Giờ thì mình sẽ bỏ em đen mung này vô nha. Đó, tuyệt cú mèo luôn. Cái con cá mình mới hớt á, nó sẽ đổi màu nha mọi người. Nó vô đó nó sẽ đổi màu nha, nhưng mà từ từ nó sẽ lên màu lại à. Thế mình đã xúc chín được hai con rồi. Giờ một đống cá bãi chầu luôn. Đây kẹt này, kẹt này. Hy vọng trong đây sẽ có con cá nào to to giống như con cá lúc nãy nha. What the hell? Một em cá bãi chầu. Định mệnh nó thiệt tình chứ. Đây đây đây. Mình tưởng đâu là nó không có dính cá, ai ngờ nó dính được một con nè mọi người ơi. Đây nè, mọi người có thấy được con cá không? Đây mình sẽ lấy cái điện thoại cho mọi người xem. Ui. Đây nha tất cả mọi người ơi. Con cá này nó rất là to luôn nè. Con này cũng thuộc dạng là siêu to luôn á. Trời ơi, nó nhảy quá trời nhảy à. Mới hất lên nhảy quá. Đây. Rất là to luôn nha mọi người. Ây da, hình như cái đuôi của nó bị gách. Chắc là nó mới đá lộn với con nào á. Giờ mình sẽ bỏ nó vô keo nha. Mình đã dời cái keo đi lại đằng này rồi nha mọi người. Ê, ê, ê. Ui, đừng có chạy nữa con. Ui, chạy đi đâu? Đây, vô keo. Đây là cái số cá nãy giờ mình hớt được nè mọi người. Có ba con cá ly thì rất là bự luôn. Đây mình sẽ dí vô trong cái góc này nha mọi người. Một tí nữa mình bị mất giống rồi. Tại vì cái cây á, nó kẹt vô cái con ấy của mình đó. Lên. Vô cá. Rồi xong luôn. Cái gì đây? Hai em cá bãi chầu. Và một em cá sặc. Nãy giờ mình đã xúc hết các ngõ ngách ở cái bờ này rồi nha mọi người ơi. Nói chung á, những cái kẻ đầu mình đã xúc hết rồi, mà mình chỉ xúc dính được có ba con cá ly thi à. Giờ thì mình sẽ qua cái bờ khác nha. Hy vọng đi qua cái bờ khác nó sẽ có nhiều cá ly thi hơn. Cái bờ này toàn cá bãi chầu không à. Để một tí mình đi qua cái bờ đá đó xem thử có bọt cá không nha. Và đây là cái bờ thứ hai nha. Giờ mình sẽ ém đi vô trong cái gốc này thử có cá không nha mọi người. Hy vọng qua bờ bên đây sẽ có nhiều cá hơn. Rồi luôn. Không biết có cá không? Sao toàn lá không? À đây. Được một con nha mọi người ơi. Ý. Hai con luôn. Lúc đầu là tưởng đâu có một con à. Đây nè. Mà cái con cá này cái dãy nó rất là đẹp nha mọi người. Có mấy con cá con nữa. Đây là con cá, đây là con cá đồng nha. Wow, con này nó rất là xanh luôn. Nhất cái nách mọi người ơi. Còn đây là một con nữa, mà con này nó không được xanh như cái con kia. Hay. Được hai con nha mọi người. Giờ thì mình sẽ bỏ nó đi vào trong cái keo này. Ê chết, mình để hai con cá ly thi lại gỗ đi.
mất công nó gớt ra ngoài cái rồi ăn cám luôn. Đây thêm được 2 con nữa. Đâu rồi, nó mất tiêu rồi. Đây đó, vô keo tưởng đâu được 1 con mà ai ngờ được 2 cái, được 2 con luôn. Đây là cái số cá mình xúc từ nãy giờ nào mọi người. Cá con có rồi, cá trống có rồi, cá mái có luôn, rồi cá bãi dầu rồi cũng có luôn. Mới đi qua cái bờ này mà được 2 con đã thiệt tình luôn á. Đâu để mình xem cái chỗ nào thích hợp mình vớt. Đây đi, mấy con cá ly thia thì thường nó trốn ở trong những cái kẹt này không à mọi người ơi, chứ nó ít có khi nào nó đi ra ngoài giữa lắm. Wow, nguyên một bầy cá con luôn với 1 em cá bãi chầu. Cái ngày hôm nay nhiều cá bãi chầu thiệt luôn á mọi người. Hôm bữa mình đi xúc hoài mà chỉ được mấy con tí tí mà bữa nay quá trời luôn. Cái bữa mình không muốn xúc thì nó có, mà cái bữa mình muốn xúc thì nó không có, nó ngộ thiệt tình luôn á. Vô đây, ui là trời, một con cá rô con. Thử kiếm ở trong cái đống lá có giống như 2 con cá nãy không? Không có rồi. Giờ thì trời nó cũng chuẩn bị mưa rồi nha mọi người ơi. Chắc mình xúc thêm một vài xúc nữa rồi mình sẽ đi về nha. Chỗ mình bây giờ mưa trời gầm rất là dữ luôn á mọi người. Đùng đùng luôn á. Đây mình sẽ đi qua bên đây mình xúc. Đâu để mình coi thử trong những cái lá này nó có bọt không nha. Nếu mà có bọt, ý vừa nhắc luôn nè trời, mà mình lỡ mình làm động nước rồi. Đây nè mọi người, để mình xem cái bờ này có nhiều bọt không. Cái clip sau mình sẽ đi hớt bọt cho tất cả mọi người xem. Wow, không ngờ luôn, đây thêm một cái bọt nữa. Quá trời bọt rồi. Mà mình lỡ làm động nước là tức ghê. Đây có không vậy? Bây giờ là cái mùa sinh sản của mấy con cá ly thia á mọi người, nên nó sẽ tìm những cái bụi lá nó làm bọt nha. À, mình bị con gì cắn. Quá. Wow. Đây thêm một bọt nữa nè mọi người. Mọi người thấy không? Đây thêm một cái nữa nè. Trong cái này qua 4 cái rồi. Hôm nay mình đi coi thôi, để hôm sau mình sẽ đi hớt cho mọi người xem. Nếu mọi người có yêu thích mình, cho mình một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha, để mình có động lực đi hớt cá ly thia để cho mọi người xem. Trời bắt đầu gầm rồi đó mọi người. Giờ thì mình sẽ đi qua bên đó mình xem thử. Hôm nay mình xúc được có 5 con cá trống à. Một bọt nữa nha mọi người ơi. Quá trời bọt rồi. 5 bọt à. Ê, đâu mà ở dưới cái kẻ giò mình có 1 bọt nữa. 6 bọt luôn. Đù, trong cái cục lá này nhiều bọt ghê luôn. Trong cái cục lá này có rất là nhiều bọt cá ly thia nha. Chắc là cái clip sau mình sẽ đi hớt bọt cho tất cả mọi người xem. Mình đi hớt bọt thì nó khó hơn là mình đi xúc nha, đi vớt nha mọi người. Để clip sau mình sẽ chỉ rõ cho mọi người được biết luôn. Đây là số cá mình xúc được từ đầu đến giờ nha mọi người ơi. Khoảng 5-6 con cá ly thia đồng gì đó. Có một con cá này nó còn rất là xanh luôn nè. Thường mấy con cá mình mới bỏ vào keo á thì nó sẽ đổi màu nha. Mà có con cá này nó ngộ nè mọi người, lạc lồi. Với được một ít con cá bãi chầu
và một ít mấy con cá ly thi con. Cái clip của mình cũng quá dài rồi mọi người ơi, nên mình xin kết thúc cái video này tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha, để mình có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem. Và vài ngày nữa thì mình sẽ đi hớt bọt cá ly thi ở trong những cái bể lá này nha mọi người. Mọi người hãy nhớ like và đăng ký kênh để xem được cái video đó nha. Giờ thì tạm biệt mọi người. Bye.